Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang thưởng thức chất âm rất ngọt ngào, rất mộc mạc và rất chân thực của cặp loa Pioneer CS99A. Cặp loa này tôi đang ghép với chiếc âm đi Sansui 9090DB. Một cặp loa rất đẹp, rất chất lượng. Model này được sản xuất từ những năm 1970, nhưng đến bây giờ nó vẫn luôn luôn là sự quan tâm, nhận được sự quan tâm cũng như sự mến mộ của anh em chơi audio. Vâng, cặp loa CS99A mà quý vị và các bạn đang nhìn trước ống kính là một cặp loa rất đẹp từ góc cạnh. Vâng, góc cạnh cũng như màu của cặp loa này rất đẹp, đúng màu thời gian. Và đặc biệt cặp loa này đẹp như vừa khui thùng xốp. Đây là một trong những cặp loa rất đẹp đang có tại Hùng Nguyễn Đông Anh. Hiện nay, loa Pioneer CS99A đẹp xuất sắc đang được bán tại Hùng Nguyễn Đông Anh với giá từ giá 44 đến 45 triệu đồng. Vâng, loa đẹp đang được bán tại đây từ 44 đến 45 triệu đồng một cặp loa CS99A. Và âm đi Sansui 9090DB cũng vậy. Nó sẽ dao động ở mức giá từ 43 đến 45 triệu đồng một chiếc âm đi Sansui 9090DB sắt xi vàng đẹp nguyên bản. Quý vị và các bạn cần tìm mua những sản phẩm zin xịn và đẹp. Tôi xin nhắc lại là zin xịn và đẹp. Thì xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Quý vị có thể đến tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh để test và xem trực tiếp sản phẩm. Tôi xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm Hùng Huyền Đông Anh là tại ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.